ăn ba cái Tết Trung Thu ở Việt Nam nhưng chưa lần nào tự làm đèn ông sao để mang đi trước cả. Đây là nguyên vật liệu em tìm hiểu và chuẩn bị, gồm có một khúc tre 1 mét. Đây, em nghĩ là chắc 2 mét đấy ạ. Cái này là em cắt ra rồi, thực sự nó rất là dài. Tiếp theo là sấy bóng kính, chỉ có 5k một cái thôi ạ. Sấy thép, hộp cái nhịp chỉ 5k là đủ dùng. Nến 20k cả túi này, nhưng mà chỉ dùng một cái là đủ rồi. Cuối cùng là keo sáng giấy, chỉ 5k thôi. Mồi cố định 5 cái đầu của 5 thanh tre là thành hình ông sao rồi. Làm 2 cái xong rồi mọi người ạ, nhưng mà nó không khớp vào nhau. Phải làm như thế nào đây ạ? Thôi em cố thử xem nó có thành cái gì không nhá. Mọi người ơi, thất bại rồi mọi người ạ. Mọi người nhìn nhá, em dùng cái keo, đổ cái keo vào, xong nó bị xính cái sấy kính này này, rồi một lúc nó sẽ bị tan ra, xong nó xa màu luôn. Như thế này mọi người có thể bảo em được không ạ? Em phải dùng cái loại nào nó mới sáng được đây mọi người? Thôi thì có gì dùng đó. Trung thu này em sẽ xước tặng cái đèn này vậy.